phải vì sẽ không có kính, bom giật bom dùng kính vỡ đi rồi. Không có kính không phải vì sẽ không có kính, bom giật bom dùng để kính vỡ đi rồi. Không rồi. Twenty years later. Don't let yesterday is set tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it! Qua đoạn intro nhỏ xíu vừa rồi thì các bạn cũng đã thấy là Internet đã thay đổi cuộc sống của chúng ta như thế nào rồi đúng không? Tất nhiên là như vậy không phải là đầy đủ. Những gì mà bọn mình đã đặt ra lúc nãy chỉ là một phần rất nhỏ trong sự thay đổi khi mà Internet xuất hiện mà thôi. Làm cho vui tí vậy mà. Sự có mặt của Internet đã khiến cho cuộc sống của chúng ta thay đổi chóng mặt luôn. Từ trường học nè, công sở cho đến trong từng ngóc ngách ở nhà chúng ta luôn. Tính đến năm nay, năm 2017 thì Internet đã có mặt tại Việt Nam 20 năm rồi. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhìn lại những cột mốc đáng nhớ kể từ khi Internet bắt đầu xuất hiện nhé. Đầu tiên là vào ngày 6 tháng 2 năm 1997, báo điện tử đầu tiên của Việt Nam lên mạng toàn cầu dưới sự trợ giúp kỹ thuật của VDC, 6 bài của tạp chí quê hương được phát hành trên mạng Internet. Sau đó một tháng thì Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập Ban Điều phối Quốc gia mạng Internet, đồng thời cũng ban hành Nghị định số 21/CP kèm quy chế tạm thời về quản lý thiết lập sử dụng mạng Internet ở Việt Nam nhằm thống nhất quản lý kiểm soát mạng Internet và các dịch vụ Internet. Và chỉ đến cuối năm 1997 thôi thì dịch vụ Internet cũng đã được cung cấp cho đông đảo người sử dụng. Đến năm 1998 thì do những lo ngại về sự cố thiên niên kỷ Y2K. Mình giải thích một chút về cái sự cố này nha. Đây là sự cố sai số liệu trên tất cả các máy tính. Sự sai số này xảy ra là do rất lâu trước đó người ta chỉ dùng hai số cuối để mà tính năm mà thôi. Ví dụ như là những ai sinh năm 1970 thì số liệu được nhập sẽ là 70. 1993 thì số liệu sẽ được nhập là 93. Nhưng mà khi số năm chính thức bước qua 2000 thì hai số cuối lại reset lại giống như là ban đầu, tức là 00. Tức là những cái người mà sinh năm 2000 á sẽ giống như những người sinh năm 1900 luôn, bởi vì 00 mà. Nhưng mà có một vấn đề mà mình hơi thắc mắc, đó là bây giờ thì chúng ta cũng chỉ dùng 4 số để mà tính năm mà thôi. Như vậy thì khi mà cái số 5 nó nhảy qua 5 con số thì sao ta? Thôi, cái chuyện đó còn xa quá, để sau này hậu bối tính đi. Và đến năm 2000, dù là có rất là nhiều lo lắng và thế giới đã phải tiêu tốn gần 300 đến 600 tỷ USD để mà tìm giải pháp xử lý, thế nhưng sự cố Y2K này đã không xảy ra. Và trong năm 2000 thì Internet vẫn tiếp tục phát triển. Ngày 17 tháng 10 năm 2000 thì Bộ Chính trị đã ra chỉ thị số 58/CT/WK về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong đó thì đề ra các mục tiêu như là giá cước từ năm 2001 sẽ đảm bảo thấp hơn hoặc là tương đương với các nước trong khu vực, đảm bảo cung cấp dịch vụ viễn thông Internet với chất lượng cao. Đến năm 2001 thì Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định chuyển giao chức năng điều phối các hoạt động Internet ở Việt Nam từ Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về Tổng cục Bưu điện, ban hành Nghị định số 55/2001/NĐ-CP về quản lý cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet, thay thế Nghị định 21 được xem là cởi trói tư duy quản được đến đâu thì mở ra đến đó, chuyển sang quản lý phải theo kịp phát triển. Cũng trong năm này thì hai hacker ở Việt Nam đầu tiên đã bị bắt. Cơ quan an ninh phát hiện ra Phan Văn Trung và Nguyễn Đắc Thuận ở thành phố Hồ Chí Minh đã đánh cắp mật khẩu và phát tán trên mạng cho nhiều người sử dụng. Đến năm 2002 thì Thủ tướng đã phê duyệt kế hoạch tổng thể về ứng dụng công nghệ thông tin đến năm 2005. Trong đó thì năm 2005 số người dân sử dụng Internet đã tăng ít nhất là 10 lần so với năm 2000. Bộ Bưu chính Viễn thông, cơ quan quản lý nhà nước về Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin đã chính thức ra mắt. Vào năm 2003 thì cước Internet điện thoại giảm mạnh chưa từng có, từ 10% đến 40%, và được báo chí đánh giá là cú hích đối với những mục tiêu phổ cập Internet. Vào quý 2 năm 2003 thì Mega VNN xuất hiện gây chấn động. Đây là dịch vụ truy cập Internet
thông qua công nghệ ADSL cho phép khách hàng truy cập vừa có thể dùng các dịch vụ khác như là điện thoại hay là fax đồng thời luôn. Và đó là những năm đầu tiên mà Internet xuất hiện. Còn từ năm 2004 đến năm 2008, trong 4 năm này thì giá cước dịch vụ viễn thông Internet giảm liên tục, số người dùng Internet thì tăng mạnh. Lúc này thì người dân sử dụng Internet cũng nhiều hơn, các tin tức được cập nhật nhanh chóng hơn. Đến giải trí nè, như các loại hình là xem phim hay là nghe nhạc trực tuyến thì cũng dễ dàng hơn nữa. Thế nhưng bên cạnh những mặt tích cực thì các tệ nạn xã hội liên quan đến Internet như là bạo lực và nghiện game trực tuyến, phát tán ảnh khiêu dâm này nọ chẳng hạn cũng gia tăng lên rất là nhiều. Và lúc đó thì mình nhớ là Yahoo chat chít nè, hay là những game online như là Audition, Liên Minh được kích nổi lên rất là nhiều. Thời điểm đó cũng rất là nhiều vụ việc như là nghiện game, ăn cắp tiền hay là chơi game bị ảo tưởng rồi giết người. Hay là còn có cái kỷ niệm vàng anh nữa chứ. Có lẽ là lúc đó Internet phát triển quá thần tốc mà chúng ta thì vẫn chưa hiểu rõ về nó. Thành ra là chưa khống chế được, cho nên có rất là nhiều hệ lụy xảy ra. Khoảng năm 2007-2008 thì lúc đó mình đang học cấp 2. Lúc đó thì mình cũng có rất là nhiều lần trốn học đi chơi Audition. Nhưng mà do mình chơi dở quá, cộng thêm cái tính cả thèm chóng chán, cho nên chơi được vài tháng là mình bỏ luôn rồi. Giờ nhắc lại mà cả một bầu trời tuổi thơ hiện ra luôn á. Thời gian đó cũng là thời gian mà mình nổi loạn nhất và làm cho cha mẹ mình buồn nhiều nhất. Nhưng mà nhờ được cha mẹ mình làm cách mạng tư tưởng rất là nhiều, cho nên bây giờ mình đã quay về con đường chính đạo rồi. Chứ lúc đó là mình loạn lắm, chỗ che vô cùng. Đến năm 2009 thì Vinaphone ra mắt dịch vụ truy cập Internet qua mạng 3G, đánh dấu sự phát triển của dịch vụ băng thông rộng vô tuyến. Và từ năm 2010 đến nay, theo mình nghĩ thì đây chính là giai đoạn ổn định của Internet, phổ biến khắp mọi nơi, len lỏi vào từng ngóc ngách. Tính tới tháng 1 năm 2017 thì Việt Nam đã có 50,05 triệu người dùng Internet, chiếm 53% dân số. Số người dùng Internet được xem là ở mức cao nhất thế giới luôn. Akamai vừa đưa ra báo cáo về tốc độ Internet trên toàn cầu tính đến quý 1 năm 2017. Theo đó thì Việt Nam đang xếp thứ 58 trên thế giới, mức tăng cao nhất trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Có thể nói Internet là phát minh vĩ đại nhất của loài người. Nhờ có Internet mà Việt Nam và cả thế giới nữa đã có những bước tiến vô cùng vượt bậc, đạt được những thành tích vĩ đại trên mọi lĩnh vực trong đời sống. Và bản thân mình cảm thấy rằng người dùng Việt Nam hiện nay dường như đã hiểu hơn về Internet rồi, cho nên đã sử dụng nó một cách an toàn hơn, thông minh hơn, điều khiển tốt hơn Internet để mà nó có thể hỗ trợ được tối đa cho người dùng. Điều này càng chứng tỏ một điều, Internet không hề xấu, chẳng qua là tùy thuộc bạn sử dụng nó cho mục đích như thế nào mà thôi. Và đó là tất cả những gì mà mình muốn đề cập trong dịp kỷ niệm 20 năm Internet này. Những kỷ niệm mà mình đã kể chắc là có hơi mất hình tượng một chút, nhưng mà đối với mình thì đó là những bài học rất quý giá. Còn các bạn thì sao? Trong dòng chảy tuy là không quá dài nhưng mà vô cùng mạnh mẽ của Internet, thì các bạn có những kỷ niệm nào hay không? Nhất là Quỳnh muốn hỏi những anh chị sinh năm 8X á. Tại vì trong giai đoạn chuyển đổi từ mạng dial-up sang băng thông rộng ADSL thì Quỳnh chắc chắn là có những cái kỷ niệm rất hay ho và đáng nhớ. Quỳnh thật sự rất mong chờ những cái kỷ niệm của mọi người, cho nên hãy để lại comment và chia sẻ với Quỳnh nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye.